Nguyên Phó Thủ tướng Đức Tiến sĩ Philipp Rösler, hành trình tìm cha mẹ Việt và một lòng hướng về Việt Nam. Tiến sĩ Philipp Rösler sinh ngày 24 tháng 2 năm 1973 tại Khánh Hưng, Ba Xuyên, nay là Sóc Trăng, đồng bằng sông Cửu Long, là một chính trị gia Đức, cựu chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do, viết tắt là FDP, cựu Phó Thủ tướng Đức. Vào tháng 2 năm 2014, ông là giám đốc điều hành, thành viên hội đồng quản trị của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Kololi, Thụy Sĩ. Ít người biết rằng, trong nhiều năm qua, ông vẫn luôn đi tìm người thân sinh ra mình và một lòng hướng về Việt Nam. Ông luôn nghĩ phải làm gì góp phần xây dựng, đóng góp cho sự phát triển của kinh tế cường thịnh tại quê hương Việt Nam, nơi ông đã được sinh ra. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Hành trình kỳ diệu của cậu bé Việt mồ côi trở thành phó thủ tướng trẻ nhất nước Đức và sự nghẹn ngào khi lần đầu trở về cố hương tìm nguồn cội. Trong một đoạn phỏng vấn trên trang web cá nhân, nguyên phó thủ tướng Đức Philipp Rösler, một người Đức gốc Việt vừa nhận lời làm việc cho Vina Capital, có nhận được một số câu hỏi và đã đưa ra những câu trả lời khá thú vị như sau. Phóng viên: Tại sao ông tham gia chính trị? Philipp Rösler: Trước hết là tôi muốn thay đổi điều gì đó. Thứ hai, đó cũng là công việc thú vị. Phóng viên: Đảng Dân Chủ Tự Do, tức FDP, có ý nghĩa gì với ông? Philipp Rösler: Tự do, trách nhiệm và khoan dung. Phóng viên: Theo ông, đâu là tính cách của một nhà chính trị gia nên có? Philipp Rösler: Dũng cảm và trung thực. Phóng viên: Chính sách đối ngoại của ông ra sao? Philipp Rösler: Sự thật luôn có sức mạnh hơn lời nói dối. Nó chỉ không ồn ào và lan nhanh bằng lời nói dối thôi. Phóng viên: Đâu là điểm mạnh của ông? Philipp Rösler: Tôi thích là người ra quyết định. Phóng viên: Điều gì khiến ông không thích về bản thân mình? Philipp Rösler: Tôi thường nói quá nhanh và hay lẩm bẩm nữa. Phóng viên: Tuyên ngôn hành động của ông là gì? Philipp Rösler: Một người có thể nói bất cứ điều gì mà anh ta nghĩ, miễn là anh có suy nghĩ trước khi nói. Phóng viên: Điều mà ông không thể ưa nổi là gì? Philipp Rösler: Sự ngu xuẩn. Trước đây ông Rösler cũng đã có lần chia sẻ với báo chí: Tôi từng mơ mình là một hoàng tử Việt Nam bị lạc. Và có đôi lúc tôi hỏi cha tôi rằng: Ở Việt Nam có hoàng tử không? Vào những năm 1980, cha tôi đã trả lời rằng Việt Nam trước đây đã từng có vương triều, nhưng bây giờ không còn nữa. Khi được hỏi tại sao phải đợi đến năm 33 tuổi ông mới quyết định trở về Việt Nam lần đầu tiên, nguyên phó thủ tướng Đức Rösler trả lời: Tôi đi bởi vì vợ tôi đã nói với tôi, rồi chúng ta sẽ sinh con và em muốn kể cho con chúng ta nghe về đất nước nơi anh đã sinh ra. Về câu hỏi ông có biết gì về cha mẹ ruột của mình không, ông Philipp Rösler trả lời: Tôi không biết bất cứ điều gì về cha mẹ ruột của mình. Với câu hỏi ông thích nhất điều gì ở Việt Nam, ông Philipp Rösler đáp: Cảnh đẹp và ẩm thực. Nếu bạn thử dùng bữa tại nhà hàng châu Á ở Đức, bạn sẽ thấy nó đã bị Đức hóa rất nhiều. Nhiều người châu Á thậm chí không đi ăn nhà hàng châu Á ở nước ngoài vì hương vị của nó không giống ở quê nhà. Hành trình kỳ diệu của cậu bé Việt mồ côi trở thành phó thủ tướng trẻ nhất nước Đức. Cậu bé Sóc Trăng mồ côi năm ấy giờ đã vượt qua số phận nghiệt ngã và làm nên những điều phi thường tại nước Đức. Rời quê hương Việt Nam khi chưa đầy một tuổi, cậu bé mồ côi Philipp Rösler đã bắt đầu viết nên câu chuyện cuộc đời kỳ diệu không tưởng của mình tại nước Đức xa xôi. Philipp Rösler sinh ngày 24 tháng 2 năm 1973 tại Khánh Hưng, Ba Xuyên, nay là tỉnh Sóc Trăng. Ngay từ khi mới lọt lòng, anh đã trải qua sự thiếu thốn tình thương của cha mẹ và được chăm sóc tại viện mồ côi công giáo do nữ tu dòng Chúa Quan Phòng Porchit điều hành. Tuy nhiên,
Cuộc đời của anh đã thay đổi khi một cặp vợ chồng người Đức đến thăm Việt Nam và quyết định nhận nuôi anh. Khi đó, Philip mới 9 tháng tuổi. Cha nuôi của anh, người từng là một người lính trong quân đội Đức, đã gặp một người bạn là người Việt trong quá trình đào tạo phi công lái máy bay ở Mỹ vào những năm 1970. Qua người bạn này, cha nuôi của Philip đã thấu hiểu những đau thương mà chiến tranh Việt Nam đã gây ra cho đất nước này và thấm nhuần số phận của những đứa trẻ mồ côi. Ông quyết định làm một điều gì đó để giúp cho đất nước này. Philip Josler nói về quyết định của cha nuôi. Chiến tranh Việt Nam đã ảnh hưởng nhiều đến ông, cũng như đa số những người thuộc thế hệ này. Lúc đó, ông chỉ có hai lựa chọn: hoặc xuống đường biểu tình phản đối, hoặc giúp đỡ một cách thiết thực nhất. Ông đã chọn cách thứ hai, nhận một đứa con nuôi người Việt Nam, đó là tôi. Vào năm 1973, Philip Josler rời xa quê hương Việt Nam để theo cha mẹ nuôi đến một vùng đất mới. Với tình yêu và sự chăm sóc không biên giới của cha mẹ nuôi, Philip Josler đã trưởng thành trong một môi trường sống và giáo dục bản sắc Đức. Kết hợp với tài năng cá nhân, anh đã đạt được những thành tựu đặc biệt tại đất nước này, điều mà không phải ai cũng có thể thực hiện được. Sau khi tốt nghiệp trung học với thành tích xuất sắc, Philip Josler đã gia nhập quân đội Đức và theo đuổi đào tạo để trở thành sĩ quan quân y. Sau đó, anh tiếp tục học tại một trong những trường y hàng đầu ở nước Đức, Đại học Y khoa Hanover, và đạt được bằng tiến sĩ y khoa khi chỉ mới 29 tuổi. Trước đó, từ khi 19 tuổi, Philip Josler đã gia nhập Đảng Dân Chủ Tự Do, viết tắt là FDP. Nhưng chỉ vào những năm 2000, anh mới tập trung vào sự nghiệp chính trị. Với trí thông minh tinh tế, khả năng diễn thuyết xuất sắc, thái độ hòa nhã và sự khéo léo trong giao tiếp, Philip Josler đã lập nhiều kỷ lục trên lễ đài chính trị tại Đức. Anh trở thành Bộ trưởng Y tế trẻ nhất khi mới 36 tuổi, và sau đó là Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghệ trẻ nhất vào năm 2010. Năm 2011, anh làm mọi người Việt Nam tự hào khi trở thành Phó Thủ tướng trẻ tuổi nhất. Philip Josler cũng là người gốc Á đầu tiên giữ một vị trí quan trọng như vậy trong bộ máy chính quyền nước Đức. Sau khi kết thúc thời kỳ Phó Thủ tướng Đức vào năm 2013, anh được bầu làm Giám đốc điều hành của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, viết tắt là WEF. Trong một cuộc trò chuyện với tờ Bill về thành công của mình, Philip Josler đã tiết lộ rằng cha nuôi là người có ảnh hưởng lớn đến tư duy và quyết định của anh. Anh chia sẻ rằng khi anh còn khoảng 4 đến 5 tuổi, cha nuôi đã đưa anh đứng trước gương và nói: "Hãy nhìn con, rồi nhìn cha. Con với cha khác nhau, nhưng dù cho điều gì xảy ra hay người ta nói cái gì, thì cha vẫn luôn là cha của con." Trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ nuôi của anh cũng đã thấu hiểu ba nguyên tắc sống quý báu, đó là tự do, cởi mở và khoan dung. Cũng từ những nguyên tắc đúng đắn này, Philip Josler lớn lên và mang trong mình lý tưởng sống cao đẹp và luôn phấn đấu để đạt được những ước mơ của bản thân. Sau này, khi đã lập gia đình và có hai cô con gái, anh vẫn dạy con sống với những nguyên tắc quý giá đó. Rời xa quê hương từ khi còn nhỏ, Philip Josler quay trở lại Việt Nam lần đầu khi đã bước qua tuổi 33. Khi được hỏi về lý do tại sao anh quay trở lại lúc này, cựu Phó Thủ tướng Đức đã trả lời: "Tôi đi bởi vì vợ tôi nói với tôi rằng chúng ta rồi sẽ có con, và em muốn có thể kể cho chúng nghe về đất nước nơi anh đã sinh ra." Vị tiến sĩ gốc Việt này cho biết anh và vợ đã cố gắng tìm địa chỉ Khánh Hưng, nơi anh đã sống trong những năm tháng đầu đời, trên bản đồ hình dạng chữ S, nhưng không tìm thấy. Tuy nhiên, khi thăm Dinh Độc Lập ở thành phố Hồ Chí Minh, anh đã tình cờ phát hiện một bản đồ cũ của Mỹ có ghi địa danh Khánh Hưng. Điều này đã giúp anh lấy lại liên lạc với Sơ Marie Martel, người đã chăm sóc anh khi anh còn là một đứa trẻ dưới 1 tuổi, thông qua email của một người bạn. Trong lần trở về đó, những người gặp Josler thường nghĩ rằng anh là người Việt Kiều đang thăm quê hương, và tư duy này khiến anh cảm thấy gần gũi và thân thuộc với Việt Nam hơn, mặc dù anh chỉ rời Việt Nam khi còn rất nhỏ, vào lúc 9 tháng tuổi.
Sau lần trở về đó, Philip Zotler đã thực hiện nhiều chuyến công tác tới Việt Nam và muốn đưa vợ và hai con gái của anh trở lại quê hương để giúp con cái hiểu rõ về nguồn gốc của mình. Anh nói: "Chúng tôi có hai cô con gái sinh đôi và các con thường thắc mắc bản thân không giống bạn bè người Đức. Chúng tôi sẽ quay trở lại Hà Nội và còn có thể tổ chức một chuyến đi xuyên Việt để giải thích cho các con về nguồn cội của mình, gốc gác dòng máu Việt trong mình." Bên cạnh đó, Philip Zotler đã tham gia nhiều hoạt động khuyến khích và chia sẻ với thế hệ trẻ Việt Nam, hỗ trợ họ hiểu rõ hơn về cách kích thích tăng trưởng kinh tế Việt Nam và tham gia vào phong trào khởi nghiệp của họ. Ông nhấn mạnh: "Các bạn có biết tài sản nào được coi là tài sản lớn nhất của Việt Nam không? Đó chắc chắn không phải là dầu khí, cũng không phải là công nghệ, và thậm chí càng không phải là cơ sở hạ tầng. Đó phải là chính con người Việt Nam, mà cụ thể là lớp trẻ Việt Nam." Trong một buổi giao lưu với báo Thanh Niên khi về nước vào năm 2019, tiến sĩ gốc Việt chia sẻ: "Tôi rất xúc động trước những tình cảm mà người dân Việt Nam dành cho mình khi đến đây với một cương vị khác. Tôi mong muốn làm được điều gì đó để đền đáp lại. Tôi quyết định quay lại để giúp tất cả mọi người có được những cơ hội như tôi đã có." Trên đây là bài viết về hành trình kỳ diệu của cậu bé Việt mồ côi trở thành phó thủ tướng trẻ nhất nước Đức, tiến sĩ Philip Zotler. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Các bạn đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video mới. Chúc các bạn vui vẻ!